giọt nước mắt anh Tài Công. Việc này xảy ra vào khoảng hơn 20 năm về trước, lúc đó nhằm thời văn hóa đại cách mạng, tình thế đất nước đang dầu sôi lửa bỏng. Năm ấy, tôi vừa nhận công tác lái xe cho công ty vận tải của huyện. Đương thời toàn huyện có hai đảng đối nghịch, đảng Bó Đuốc và đảng Sóng Thần. Nhân viên trong công ty đa phần thuộc bên Sóng Thần. Phần tôi đối với chính trị không ưa xen dự vào. Khi đó mới sang thu, do thành phố đang muốn thực thi ba công trình lớn nên đơn vị chúng tôi phải gấp rút làm việc. Công ty ra lệnh cho hơn 10 tài xế trẻ hợp thành một tổ đi đến huyện lân cận cách đó hơn 200 cây số để chở vật liệu xây dựng. Chỉ có mình xe tôi lãnh nhiệm vụ chở gỗ. Do vậy mà hàng ngày khi đội xe xuất phát, tôi và các bạn tài công chỉ song hành bên nhau khoảng nửa lộ trình, sau đó thì rẽ theo đường riêng. Ai nấy tự lo việc chuyên chở của mình. Tôi lái xe thẳng tiến theo lộ trình đến xưởng gỗ, và khi về, Thành là kẻ chạy đơn độc trên lộ trình. Từ huyện đến xưởng gỗ có hai con đường. Một con đường trắng nhựa, chạy êm, ngon nhưng mà dài và xa. Một con đường đất gồ ghề quanh co nhưng bao đến đích. Nếu đi đường tắt, tôi có thể tiết kiệm xăng vì rút ngắn được một tiếng. Thường thì lúc đi, tôi luôn chọn đường tắt, nhưng lúc về thì chọn đường nhựa, bởi vì lúc này xe chở nặng, chạy trên đường gập ghềnh sẽ không an toàn. Thêm một điểm đáng ngại nữa là đi đường quê phải ngang qua một nghĩa trang rộng lớn, chứa hơn ngàn ngôi mộ. Buổi sáng xuất phát, chạy trên đường này thì tôi không có sợ, nhưng khi về trời đã tối mà phải đi qua nghĩa địa một mình thì tôi không có can đảm. Nhưng có hai lần tôi chạy về trên con đường quê này trong đêm và hoàn toàn không thể ngờ được rằng hai lần đó đã bất ngờ cứu mạng tôi. Lần thứ nhất, sau khi chất hàng xong thì trời đã nhá nhem tối. Tất nhiên tôi phải lái theo con đường tráng nhựa. Nhưng vừa mới nổ máy thì bỗng thấy có con thỏ trắng to xuất hiện ở phía trước xe, làm tôi sinh hiếu kỳ, quyết định đuổi theo nó. Khi đó giới tài công đều biết loài thỏ ưa chạy đường tắt, đặc biệt là khi có ánh sáng chiếu soi thì nó giống như bị ánh đèn xe thôi miên mê hoặc, cứ cắm đầu mà chạy mãi, chạy hoài đến khi kiệt lực mà chết. Vì vậy mới có câu đồn loài thỏ ngu. Tôi vô tình bị con thỏ này hút hồn nên đã đuổi theo nó một quãng rất xa. Lúc này trời đã tối, con thỏ đã mệt lả. Nó chạy tới một bia mộ thì dừng lại và gục xuống tại đó. Khi ấy tôi mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã lái vào con đường quê và hiện thời đang ở trong nghĩa trang. Tôi không ngăn được, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn làm gan xuống xe, bởi vì bóng dáng trăng trắng của con thỏ đang ở rất gần, đủ để lôi cuốn tôi đến gần nó. Khi tôi bồng con thỏ lên thì phát hiện nó đã chết. Tôi cũng kịp nhìn thấy tên bia mộ có khắc hàng chữ Kiêu Tú Văn. Khi cái tên này vừa đập vào mắt tôi, lập tức tôi nghĩ ngay, nằm trong mộ này ắt là một vị phu nhân nào đó. Trong lòng tôi thầm nói, xin thành kính phân ưu. Rồi tôi vội leo lên xe, quýnh quán lái đi, chạy một mạch như điên như khùng, chỉ mong mau về tới nơi. Té ra, chính trong đêm tôi lái vào con đường tắt đó, thì ngoài con đường nhựa tôi hay về thường ngày, đã xảy ra sự cố cầu sập bất ngờ. Do vậy mà có hơn 20 chiếc xe vì không phát hiện kịp thời mà bị rơi xuống vực lãnh thảm nạn. Xe nát, người chết. Và thời điểm phát sinh ra tai họa này chính là lúc tôi thường về và hay đi qua cầu. Tối hôm đó, sau khi tôi về đến nhà, hai đứa sinh thành vừa gặp mặt tôi đã bật khóc to. Khi tôi hay được tin cầu sập, nhiều xe lẫn người đều gặp nạn thì lòng tôi rất kinh hoàng. Tôi không ngờ mình may mắn thoát hiểm chỉ vì đuổi theo con thỏ. Do vậy tôi không nỡ ăn thịt con thỏ đó. Cha tôi đem nó đi chôn, biểu lộ chút niềm cảm tạ ân đức cứu tử. Lần thứ hai là sau đó khoảng hơn nửa tháng, xe tôi đến trại gỗ thì gặp có đám tiệc. Trưởng xưởng vồn vã mời tôi nán lại dự tiệc. Lúc tôi cáo từ, ông còn lấy một vò rượu ngon tặng tôi và bảo, hãy đem về cho thân phụ chú uống nha. Lúc
tôi ngồi vào buồng lái, mới hay là do mình ăn tiệc nên đã bị trễ 2 tiếng rồi. Hơn nữa chất miệng đang dần phát tán, dù uống rất ít, nhưng tôi giống như người say nặng. Không hiểu tại sao hay do ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại nhè vào con đường quê mà đi. Thực tế thì khi đi về, tôi không bao giờ có ý muốn chạy trên con đường gồ ghề này, nhất là vào ban đêm. Hình như lúc đó, trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ phải mau về tới nơi. Nhưng chạy được một quãng thì xe đột nhiên tắt máy. Tôi mài mò, chỉnh sửa đủ cách mà xe không nhúc nhích. Tôi mệt đến hoa cả mắt. Bởi lúc đó tôi vào nghề chưa được bao lâu nên không có nhiều kinh nghiệm sửa chữa máy móc. Mà nơi xe dừng lại chính là khu nghĩa trang rộng lớn. Hơn nữa còn dừng đúng ngay chỗ mà lần trước tôi đã nhặt xác con thỏ. Ba chữ Kiều Tố Văn khắc trên mộ bia nhìn rõ mồn một. Tôi nhìn chung quanh, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống nghĩa trang trông càng đáng sợ. Tim tôi đập nhanh vì cảm giác như có vô số đôi mắt đang nhìn trộm mình. Thế là tôi vội leo lên xe, cầm vò rượu lên, nốc ực ực cho đỡ run. Sau đó tôi gục xuống tay lái và ngủ như chết. Sáng hôm sau, khi phần thái dương đã lên cao, tỏa những tia nắng óng ánh chiếu vào mặt tôi mới bừng tỉnh nhất. Nhìn xa xa thấy các nông dân đang gặt lúa, tinh thần tôi dần ổn định. Tôi khởi động xe thử, vẫn không tìm ra chỗ hư, đành đi bộ đến xưởng gỗ. Họ liền phái thợ máy đến sửa xe cho tôi. Nhưng anh thợ tài ba này cũng không tìm ra chỗ hỏng, thế là phải nhờ xe cứu hộ kéo xe về lại xưởng gỗ. Do phải trải qua một thời gian dài chỉnh sửa miệt mài nên tôi bắt buộc phải ngủ tạm tại đó. Thêm một ngày nữa trôi qua, đến ngày thứ ba, cuối cùng tôi cũng lái xe về đến nơi. Nhưng cảnh trạng tại đây càng khiến tôi kinh hoàng ngạc nhiên. Trong huyện, khắp các con đường trọng yếu đều có giải phóng quân trấn thủ. Từng đoàn xe cảnh sát mang biểu ngữ không ngừng hò hét chạy qua. Về đến công ty, tôi mới biết giữa hai đảng Bó Đuốc và Sóng Thần đã nổ ra huyết đấu. Kết quả là hơn 200 người thương vong. Cơ quan tôi cũng có 18 nhân viên gặp nạn. Khi về tới nhà, mẹ tôi bật khóc nói: "Ông trời có mắt mà, nếu như xe còn không bị hư, biết đâu giờ này cô cũng bị vả lấy và mất mạng rồi." Sau ngày hôm đó, công ty tôi đình chỉ, ba công trình lớn trong huyện cũng không thể tiến hành. Thời gian cứ thế trôi qua. Đến hôm nay, tôi từ chàng trai trẻ ngây thơ đã biến thành một ông tuổi hơn 40 để có vợ con yên ấm. Qua mùa xuân năm 2003, cha tôi lâm bệnh nặng. Trong giờ phút hấp hối, mẫu thân bỗng thổ lộ một sự thật khiến tôi chấn động bàng hoàng: "Con trai à, ta không phải là mẹ đẻ của con." Thế ra bà không phải là chính thức của cha tôi. Hơn 40 năm về trước, cha và mẹ ruột tôi sống ở huyện lân cận. Khi sinh tôi ra được mấy ngày thì mẹ tôi bị bệnh hậu sản và lìa đời. Một năm sau, cha tôi tục huyện với một quả phụ, giờ là mẹ hiện tại của tôi. Sau đó, do công tác thuyên chuyển, cha mẹ tôi dời đến trú ngụ tại thị trấn này. Sở dĩ mẹ tôi phải kể ra bí mật này là vì theo phong tục của quê tôi, khi cha tôi mất đi, chỉ được phép tán chung chỗ với người vợ cả, tức là mẹ ruột sinh ra tôi. Một tuần sau, cha tôi khép mắt vĩnh viễn. Dưới sự hướng dẫn của chú tôi, đoàn chúng tôi tiễn đưa linh quan cha về tận nghĩa trang quê nhà. Khi đến nơi, chú tôi chỉ vào một ngôi mộ và bảo: "Đấy chính là mộ phần của mẹ ruột con." Tôi vừa nhìn vào ba chữ Kiều Tố Văn khắc trên mộ thì ngây người ra và quỵ ngay xuống. Rồi tôi bật khóc to, khóc như mưa như gió. Từ đó tôi phát thệ ăn chay, giữ ngũ giới, hành thiện phóng sinh, siêng năng tu trì pháp Phật, luôn gắn tạo những phúc điền để hồi hướng đến cho ba mẹ. Câu chuyện thứ hai, tai nạn nửa đêm. Tôi là một phụ nữ họ Tăng, tốt nghiệp đại học khoa Trung văn, hiện đã kết hôn được 3 năm rưỡi và có một con trai. Nhưng tâm tư tôi lúc nào cũng khao khát được xuất gia. Do vậy,
ba mỗi khi tôi đi chùa thường bị chồng bất bình, dẫn đến gây cãi với nhau luôn. Vì chồng tôi cương quyết nói, ở nhà tu cũng được, không cần phải xuất gia. Tôi không đồng ý, nên thường tranh cãi với anh. Chồng tôi không chịu nổi bực phiền, có lúc nổi nóng đến phải đập ném đồ đạc hoặc bỏ ra ngoài nhậu nhẹt để giải khuây. Do vậy mà gia đạo chúng tôi thường bất hòa rối rắm. Cuối tháng 2 năm ngoái, phát sinh một chuyện rất đau lòng. Là hôm đó, chồng tôi đi vắng. Do anh phải túc trực thâu đêm ở bệnh viện để chăm sóc phụ thân bị trúng gió. Chỉ còn tôi và đứa con trai nhỏ ở nhà. Nào ngờ nửa đêm hôm đó, bỗng có một tên mặc y phục đen, bịt mặt, tay cầm mã tấu, đột nhập vào nhà. Hắn xông thẳng vào phòng tôi, đánh tôi bị thương nơi đầu, dùng sức mạnh cưỡng hiếp tôi. Trước khi bỏ đi, hắn còn cướp đoạt tiền bạc tư trang của tôi. Khi ông xã về, tôi kể lại toàn bộ tai nạn cho anh nghe. Anh bừng bừng phẫn nộ, chấn động cực kỳ, vội băng bó vết thương cho tôi, rồi đưa tôi đi bệnh viện phụ sản kiểm tra vì sợ tôi bị mang thai. Lần này tôi bị tai nạn thống khổ bất ngờ, trong lòng không ngừng cầu Bồ Tát gia hộ che chở. Xin đừng có phong ba bão táp nổi lên trong gia đình tôi nữa. Sau tai nạn được nửa năm, tôi vẫn luôn nằm thấy ác mộng. Không những mơ thấy tên côn đồ đến xâm hại tôi, mà thậm chí mỗi khi ông xã muốn thân mật gần gũi thì tôi vẫn bị chuyện tên côn đồ làm nhục ám ảnh, nên luôn phản ứng kinh hoàng. Thậm chí tôi còn cho ông xã là tên côn đồ muốn cưỡng hiếp tôi. Vì vậy tôi có thái độ rất chán ghét hành vi thân mật của chồng. Thậm chí đối với phái nam cũng nảy sinh đầy ác cảm. Không lâu sau đó, chúng tôi dời về quê ở. Những ám ảnh về tai nạn đau thương trong quá khứ cũng dần phai nhạt. Hằng ngày tôi bắt đầu chí thành tụng kinh lễ Phật, trải qua một thời gian dài. Có lẽ tâm thành của tôi đã cảm động đến chư Phật Bồ Tát, nên cuối cùng vào năm ngoái tôi được gặp vị sư phụ trí tuệ của mình. Ngài rất thông cảm về tai nạn của tôi trong quá khứ và hết lòng hóa độ tôi. Sư phụ đưa tôi lên chánh điện thắp hương và mời thỉnh oan gia trái chủ ra mặt để ngài chủ trì giúp tháo gỡ oan kết. Lúc đó tôi cực kỳ thành tâm tha thiết sám hối cầu nguyện, không ngờ chiêu cảm được sự linh ứng hiển hiện. Chẳng mấy chốc thì oan gia thứ nhất xuất hiện. Có một đứa bé gá vào thân một tín đồ trong chùa, bày tỏ là cháu muốn tìm tôi, nhưng thái độ tỏ ra hết sức oán hận. Cháu nói mình là bé gái bị tôi phá bỏ, khiến tôi sợ thất kinh hồn vía. Sau đó tôi ngẫm nghĩ kiểm điểm, đột nhiên nhớ ra hồi đó chúng tôi vừa mới kết hôn xong, hai vợ chồng cùng bàn tính sợ là nếu có thai sớm sẽ không đủ kinh phí chăm lo nuôi dưỡng con, nên chồng tôi chọn phương án cho tôi uống thuốc ngừa thai mua ở tiệm thuốc tây. Nào ngờ uống thuốc xong thì thành ra phá thai. Cũng không hề biết vì vô tình mà chúng tôi đã làm chết một sinh mạng bé bỏng bất hạnh. Sau đó bé gái này còn biểu thị vì muốn báo thù ác tâm của tôi, nó thường quấy phá chọc cho con trai tôi khóc la ầm ĩ, hơn nữa còn làm cho cháu khóc rất lâu. Hèn gì mà thằng bé vô duyên vô cớ cứ khóc thét hoài và khóc rất hung, có lúc còn tỏ ra bướng lì khó dạy, chỉ ưa chơi đùa một mình và hay cãi lời. Hãy bảo nó đừng chơi đồ nguy hiểm thì nó luôn làm ngược lại. Thỉnh thoảng bé còn tự ý chạy ra giữa đường, mặc cho cha mẹ đuổi theo kêu réo, cháu cũng chẳng thèm quay đầu lại, có lúc còn hung tợn đánh lại mẹ. Do vậy mà nhiều lúc không nhẫn nổi, tôi phải đánh đòn thằng bé. Nhưng kể từ khi có duyên lành tiếp cận sư phụ và nghe niệm Phật thì thằng bé hiền đi rất nhiều, còn tỏ ra rất ngoan ngoãn dễ dạy. Đây là hiện tượng rất lạ. Oan gia thứ hai là một cô gái. Cô nói rằng kiếp trước tôi là nam nhân. Vào kiếp đó cô vốn có ý định không kết hôn và khao khát muốn đi tu. Nhưng do tôi nuôi ác ý muốn chiếm đoạt để có được cô, nên đã thừa dịp cưỡng hiếp, khiến cho cô mang thai và sinh ra một đứa con, làm cô ôm phiền muộn u uất mà chết.
vì tâm nguyện xuất gia đã bị tôi phá tan, nên cô ôm mối thâm thù đại hận cực lớn, luôn muốn báo án tôi. Do vậy mà thần thức thường quanh quẩn bên tôi, luôn tạo ra đủ chướng ngại quấy phá, ngăn cản tôi tu hành, khiến tôi tâm tuy hướng Phật nhưng không bao giờ có cơ may được tiếp cận sư phụ hay nghe kinh thính pháp gì. Còn nữa, cô đã khiến cho hôn nhân của tôi rơi vào khổ não bế tắc, vô phương tự cứu. Sau đó, cô trả thù thêm là điều khiển, dẫn dụ tên côn đồ đột nhập vào nhà cưỡng hiếp và cướp đoạt tiền tài trang sức của tôi. Cho tôi nếm lại cái cảm giác bị cưỡng hiếp mà kiếp xưa cô phải chịu, khiến tôi thân tâm đều bị dày vò, thống khổ trầm trọng, khổ đến không muốn sống. Bây giờ tôi mới hiểu ra, đời này sở dĩ tôi bị người cưỡng hiếp, bị chém, bị thương là có liên quan đến tội mình đã tạo trong quá khứ. Tôi ý thức được từng quả báo giáng xuống thân mình. Đúng là tôi đã gieo gió nên phải gặt bão. Hễ đã tạo tội là phải lãnh báo ứng, không có gì an ổn cả. Suốt thời gian ác báo ập đến, tâm tôi rất bất ổn. Tôi không ngừng than oán, thầm trách tại sao chư Phật Bồ Tát không che chở cho tôi. Vì sao cảnh sát quá dở, không dội phá án để tóm cho bằng được tên hung thủ đã hại tôi và trừng trị thật nghiêm theo quốc pháp cho xứng với tội của hắn. Nhưng bây giờ, sau khi đã hiểu rõ nhân quả rồi, tôi liền phát nguyện trước Phật. Từ nay về sau, con nguyện nỗ lực tu hành, hoàn toàn dứt ác hành thiện, xin nghiêm trì giới luật, hành đúng theo lời Phật dạy, và nguyện sẽ giúp người hiểu nhân quả, liễu giải Phật pháp. Đối với chồng và con, xin hết dạ chăm sóc yêu thương, không bao giờ dùng tâm sân hận để cư xử. Khi tôi phát nguyện xong, chưa được bao lâu thì đã xảy ra nhiều điều kỳ diệu, hay đến ngoài sức tưởng tượng. Bầu không khí trong gia đình đã thay đổi, biến thành ấm áp hòa thuận. Chồng tôi hồi xưa có tính hay ghen tuông, tôi làm gì cũng bị anh nghi ngờ không tin. Chỉ cần tôi trò chuyện với ông nào đó vài câu là đã bị anh dần ngó rất khó chịu, mất tự do. Thậm chí ở trước mặt anh tôi cũng không dám nhắc đến tên của nam nhân nào khác, nếu không sẽ bị anh nghi ngờ tra gạn mãi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa, bất kể tôi đi với ai, làm gì, nói gì, anh hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu tôi có bàn luận đạo pháp cùng với ai thì không những anh rất hoan hỷ mà còn ở cạnh bên chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ rất thú vị. Anh cũng không hạn chế tôi hành thiện, ngược lại còn cổ vũ khuyến khích. Anh không hề ngăn tôi đi gặp sư phụ, nhờ vậy mà tôi được tự do học pháp nghe kinh. 3-4 năm trước, tôi và anh thường gây cãi ầm náo không ngừng, bầu không khí trong nhà rất u ám, đến gà chó cũng chẳng yên. Nhưng từ khi tôi quyết tâm tu sửa bản thân, thể dứt ác tu thiện, bỏ xấu khuôn tốt, thì chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, gia đình tôi đã hòa thuận, tận hưởng hạnh phúc tràn trề. Đồng vợ, đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Hiện giờ, cả gia đình tôi đều ăn chay trường, con tôi rất ngoan và dễ dạy, khác hẳn thuở xưa. Mặc dù cháu ăn chay, nhưng sức khỏe, thể trạng đều phát triển cực tốt. Mọi người ai cũng khen con tôi thiên đình no đầy, rất có hảo tướng và tư cách đại trượng phu. Tu theo Phật pháp, nghiêm trì giới luật, dứt ác hành thiện thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Gia đình tôi là một chứng minh hùng hồn, bạn có muốn ứng dụng thử không? Gieo nhân lành sẽ gặt quả lành, nếu muốn không khổ thì bạn đừng gieo nhân ác. Vì sao chúng tôi có được chuyển biến kỳ diệu giống như trong phim thế? Tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu không ngoài 3 điều. 1. Tôi đối với người mình làm hại trong quá khứ, chân thành sám hối, quyết tâm từ nay về sau sửa lỗi, đổi mới không tạo ác, không phạm lỗi nữa. 2. Bình thường tôi rất ưa làm từ thiện, còn tham dự nhiều hoạt động bố thí phóng sanh. 3. Nhờ sư phụ hướng dẫn tôi tham dự nhiều pháp hội siêu độ, đem toàn bộ công đức bái sám này hồi hướng cho oan gia trái chủ, nhờ vậy mà được họ tha thứ, khiến tôi được giải thoát. Từ nay về sau, tôi luôn khắc ghi những lời dạy trân quý này vào lòng,
luôn áp dụng để tạo hạnh phúc cho mình. Xin thuật thêm câu chuyện sư phụ đã kể cho tôi nghe. Có một vị giáo thọ 30 năm nay bị đau lưng, dù dùng thuốc gì cũng không lành. Ông từng qua Mỹ chẩn khám xong cũng không chữa được, nên cảm thấy rất đau khổ. Bệnh khiến ông cử động bất tiện nên càng rầu lo. Gần đây nhờ tin Phật Chí Thành nên ông đã thu được nhiều điều thù thắng. Dưới sự hỗ trợ dẫn dắt của sư phụ, căn bệnh nan y của ông hiện nay đã lành. Thế ra vị giáo thọ này kiếp trước là đại cao quan của triều Thanh. Do đối với phạm nhân, ông hay dùng cực hình tàn khốc hung bạo, nhất là rất ưa dùng roi trượng quất vào lưng nạn nhân. Người bị ông đánh chết rất nhiều, không thể kể xiết. Ngoài ra, ông thường dùng hình phạt là kẹp tay, lăng nhục và còn đánh gãy chân phạm nhân. Do vậy mà lúc oan gia trái chủ xuất hiện thì hai tay ông không ngừng phát run, chân cũng biến thành tàn phế, vô phương đi lại, miệng luôn rên la gào thét, không ngừng trách trời già bất công. Người tàn bạo như thế vì sao đời này vẫn được làm giáo thọ? Sư phụ đã bao phen giải thích. Công danh số mệnh tốt xấu của mỗi người tùy thuộc vào nhân duyên và báo. Chúng ta không thể nhìn vào biểu hiện của một đời mà kết luận, vì những nhân gieo ẩn khuất trong nhiều kiếp khác cũng có ảnh hưởng liên quan. Bởi vậy, không nên oán trời trách người, đừng sinh tâm tật đố. Nhưng vì để cứu chuộc lỗi lầm trong quá khứ, rất cần bày tỏ tâm thành sám hối. Thế nên, vị giáo thọ này, ngay hiện trường, đã quỳ xuống hướng về oan gia trái chủ tha thiết sám hối, biểu thị lòng ăn năn tột cùng. Hơn nữa, còn đáp ứng cho họ mấy điều như sau. Lập bài vị siêu độ cho họ, bỏ tiền ra xây dựng chùa, làm nhiều việc từ thiện, đem hành vi bất nhân trong kiếp quá khứ công bố cho thế nhân được biết, khiến mọi người cảnh giác, không ai dám phạm lỗi này. Trải qua những giao lưu đàm phán này rồi thì không bao lâu bệnh tình của vị giáo thọ kia ngày một chuyển thuốc, dần dần hồi phục và lành hẳn. Thật là kỳ diệu. Câu chuyện thứ ba, anh kỹ sư kiến trúc. Có một kỹ sư kiến trúc tuổi trẻ giàu sang, rất thành đạt, mạnh khỏe, quanh năm lui tới giang tô nhận các công trình đại thiết kế. Tuổi còn trẻ mà giàu kết xù nên vô cùng đắc ý. Ông tha hồ phóng túng tình dục, tận hưởng hoang lạc. Đến năm 45 tuổi thì phát bệnh, khi đi khám mới hay là bướu phổi thời kỳ cuối. Sau đó anh tìm đến với Phật giáo, xuất ra 25 vạn ấn tống cuốn Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sáng của Quả Khanh, còn bỏ ra khoản tiền cực lớn tu sửa niệm Phật đường Giang Tô. Xây dựng xong thì giao cho tín chúng tại đây niệm Phật, không hề thu phí một xu. Tín chúng vùng này vì vậy rất mang ơn ông, nhưng bệnh nặng của ông lại không có biến chuyển gì tốt. Sau nhân duyên hội đủ, nhờ một cư sĩ vùng này giới thiệu, ông được gặp cư sĩ Quả Khanh. Ở trước mặt Quả Khanh, ông khóc to, thống thiết sám hối, kể ra bao ác nghiệp của mình, nào là trốn thuế, lấn chiếm tiền tài cả trên lẫn dưới, thậm chí còn phóng túng tài dâm đủ kiểu. Do giàu có nên ông tìm ăn đủ thứ sơn hào hải vị, không gì mà chưa từng nếm qua. Thậm chí cả thai non thai hư ông cũng giới thành mỹ vị mà thưởng thức. Quả Khanh nhắc ông, muốn sám hối phát lộ thì nhất định phải sám cho đạt được thanh tịnh, bắt buộc phải thông báo ác hạnh mình làm khắp thiên hạ để cảnh tỉnh thế nhân. Bản thân phải phát thệ quyết không phạm lại nữa. Nếu làm được vậy, tội ác mới tiêu trừ, bệnh của ông nhất định sẽ chuyển tốt. Bởi thế mới có câu, tội lỗi tài trời, sám hối liền tiêu. Nghe Quả Khanh khai thị xong, ông thống khổ nghẹn ngào, lập tức sám hối, khai rằng mình còn duy nhất một lỗi tà dâm vẫn chưa đoạn trừ. Sau khi ông sám hối triệt để, đạt được thanh tịnh rồi, thì chứng bệnh nặng kia không bao lâu được lành. Xem như ông từ cõi tử được hồi sinh. Lúc ông đến bệnh viện kiểm tra lại, thấy chứng bướu phổi thời kỳ cuối đã tiêu tan, nhưng trong phổi vẫn còn chút nước. Nhân đây, Quả Khanh khai thị cho mọi người hiểu, bệnh là tự mình gây ra,
nên cũng do mình trị. Nếu không chịu tu, không sửa hết mọi thối tật lỗi lầm nơi bản thân, thì dù có gặp Bồ Tát Quán Thế Âm cũng vô ích. Quả Khanh nói, con người ta có ba căn bệnh, đó là tham, sân, si. Phương pháp trị rất đơn giản, phải dùng giới, định, huệ để chữa trị. Trong bộ sách Báo Ứng Hiện Đời, toàn kể những câu chuyện có thật do Quả Khanh đích thân trải qua, chứng kiến. Khi tường thuật, chỉ đổi tên người và địa danh. Thật ra, chuyện gặp Hòa Thượng Diệu Pháp không phải xảy ra ở Ngũ Đại Sơn, đó cũng chỉ là địa danh tạm đặt. Không ngờ sau này bị nhiều người mạo nhận, giả xưng là Hòa Thượng Diệu Pháp và đi khắp nơi lường gạt. Họ còn đem ảnh mình in lên sách, quảng bá lưu truyền và mạnh dạn tuyên bố rằng ai muốn gặp Hòa Thượng Diệu Pháp một lần thì phải nộp 1 vạn. Vì vậy, xin khuyên mọi người không nên lên Ngũ Đại Sơn tìm Hòa Thượng Diệu Pháp nữa, bởi Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ là tên tạm đặt. Có lần, Ngài Quả Khanh đang giảng pháp, bỗng có một ông tiến đến hỏi: Ngài là Dương giáo sư, con đọc xong câu chuyện trong xưởng có gì nhà tôi có đó của ngài, cảm thấy tình cảnh của mình cũng giống như vậy, bèn làm y theo và bệnh lưng nhiều năm của con đã được lành, nay mạo muội tìm đến để cảm ơn ngài. Một người không biết gì về Phật thử đến nghe Quả Khanh giảng kinh Địa Tạng, trong lúc đang dự thính bỗng cảm giác có luồng nhiệt lượng chạy khắp người khiến toàn thân tê rần. Nghe xong họ đi về nhà thì phát hiện chứng bệnh đi khập khiễng của mình đã lành. Tu hành là tu nơi tâm, không cần phô trương hình thức bên ngoài, cũng không nên hướng ngoại tìm cầu. Phải nhớ rõ, không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tự tịnh thân khẩu ý mới là làm đúng theo lời chư Phật dạy. Bạn không nên ăn thịt loài vật, nếu ăn bạn sẽ bị bệnh rất khó kham. Cho dù bạn không lễ Phật dâng hương, không có tượng Phật, nhưng tâm bạn hoàn toàn chuyển tốt thì bệnh gì cũng lành. Câu chuyện thứ tư, con tôi. Tôi nhớ có người từng hỏi Đức Lạt Ma. Hiện thời Trung Quốc mỗi năm có 15 triệu phụ nữ phá thai, ngài sẽ nhắn nhủ gì với các vị này? Lạt Ma nói, đừng để mang thai, hãy dùng đủ phương pháp để không phải mang thai. Nếu như đã mang thai thì không nên phá, bởi vì sinh mệnh bạn đang mang đó rất có thể là người bạn cực kỳ yêu thương hoặc là người rất yêu thương bạn. Chúng ta không thể biết trước được, bởi vì hiện tại ta chỉ quan tâm, chỉ nghĩ đến trách nhiệm phải lo cho đứa bé mà không hề biết là nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình. Bản thân tôi suýt nữa cũng phá thai và đánh mất con, nhưng hiện thời bé đã được 5 tuổi rồi. Đối với tất cả chuyện này, tôi thấm thía khắc ghi tận xương tủy. Lúc mới hoài thai, tôi không hay biết, chỉ cảm thấy rất là mệt, thèm ngủ. Một ngày có thể ngủ đến 18 tiếng. So với người bình thường, mỗi ngày ngủ 6 tiếng, thì sự thay đổi quá cỡ của tôi khiến ông xã phát hoảng. Thế là anh chở tôi đi bệnh viện khám. Đến viện trung y của bệnh viện Đồng Thiện ở Kuala Lumpur. Bệnh viện này là bệnh viện tư vô cùng nổi tiếng tại thủ đô Mã Lai. Họ đủ 3 viện, trung y, tây y và học viện. Viện trung y hàng năm đều có học giả Trung Quốc đến trận khám giao lưu. Lúc đó, viện trung y có bác sĩ tụ tập đông nhất. Một bác sĩ Nam Kinh bắt mạch cho tôi, không thấy hiện tượng mang thai, nên ông bổ cho tôi 10 thang thuốc. Tôi dùng được 2 thang thì tối đó bỗng nằm mộng, thấy trên trời rơi xuống một đóa sen vàng óng ánh chói lọi. Thức dậy, tôi cảm thấy rất lạ kỳ, liền đi mua que thử thai. Trời ạ, rõ ràng hiện 2 vạch, vậy là có thai rồi, làm sao đây? Bởi không biết mình mang thai nên tôi đã cùng chồng đi máy bay suốt 4 tiếng. Ai cũng biết áp lực không trung rất bất lợi cho thai nhi. Không nhận thấy, tôi còn đi dự tiệc và uống rất nhiều rượu vang, chưa kể còn uống thuốc ngừa nữa. Vì vậy, tôi nghĩ nếu lưu đứa bé lại, tôi e rằng nó sẽ không khỏe mạnh, mà loại bỏ đi thật quá bất nhẫn. Tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng tôi quyết định cùng chồng đi đến viện Tây Y của bệnh viện Đồng Thiện hỏi bác sĩ xem sao. Bởi Đồng Thiện là y viện rất có danh tiếng, các bác sĩ vào đây làm bắt buộc phải có tay nghề cao, kỹ thuật giỏi. Đa số họ đều du học từ Anh Quốc hay Canada về. Chúng tôi chọn bác sĩ Dư Vĩ Vân. Ông khoảng hơn 50 tuổi, đã từng du học và tốt nghiệp hạng ưu tại Canada, rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi kể tình huống mình cho bác sĩ nghe. Lúc đó tôi thiên về khuynh hướng loại bỏ thai nhi. Bác sĩ Dư nghe xong trầm ngâm một hồi rồi bảo: "Tôi không dám nói là cháu bé này sẽ khang kiện, nhưng tôi tin sức sống của bé rất là mạnh mẽ. Nếu hai vị chẳng muốn lưu đứa bé thì xin tìm nơi khác, vì xưa nay tôi chẳng bao giờ làm công việc nạo phá thai. Nếu các vị chọn phương án lưu bé lại thì ngày mai hãy đến gặp tôi." Tôi và chồng bàn bạc cả ngày, cuối cùng thì quyết định đành cắn răng lưu đứa bé lại. Bé được 3 tháng thì tôi đi bệnh viện khám, thấy trên màn hình bé cử động không ngừng. Như bác sĩ mỉm cười bảo: "Chà, là một cục cưng rất lanh lẹ, linh hoạt đó nha, vậy là tốt rồi, xem như thai nhi mạnh khỏe." Sau đó, ông chỉ vào các điểm trên màn hình, giải thích đây là xương sống, tai, chân v.v. Trong chớp mắt, tôi cảm nhận được niềm vui của người làm mẹ. Có lẽ nhờ biết thai mạnh khỏe, cũng nhờ tôi giỏi Anh văn, nên hôm đó khám xong, tôi còn trò chuyện rất hào hứng với bác sĩ và phát hiện ra vị bác sĩ này quả không tầm thường. Dư bác sĩ là hậu duệ đời thứ hai của người Hoa, tốt nghiệp đại học ở Canada xong thì ông về nước làm việc tại bệnh viện này, tính ra đã hơn 20 năm. Bác sĩ nói tiếng Anh và tiếng Mã hết sức sành sỏi. Ông còn là một hành giả tu mật tông rất chí thành. Ông kể, vào năm 2004, nước Thái Lan bị trận đại sóng thần. Lúc đó nơi này cần đoàn bác sĩ đến trợ giúp gấp, do công dân hai nước Mã Lai và Thái Lan có thể tự do lưu hành qua lại, nên bác sĩ Dư liền lái xe nhà đi thẳng đến đảo Phổ Kết. Bất kể là chữa trị cho người bị nạn hay khiêng giờ xác chết, ông đều dốc toàn tâm toàn lực để giúp. Ông làm công tác cứu hộ ở đây ngót 5 ngày. Sau khi quay về cũng không kể cho ai nghe nghĩa cử này. Hôm nọ, ông đến bái kiến sư phụ là một cao tăng Lạt Ma. Ông không cho tôi biết tên của ngài. Sư phụ vừa nhìn thấy ông thì bảo: "Vừa rồi con đã làm gì mà có quá đông người đi theo phía sau vậy? Họ đều là người ngoại quốc." Nghe vậy ông ngơ ngác nhìn sư phụ, vì thấy trong phòng hiện giờ chỉ có hai thầy trò mà thôi. Sư phụ mỉm cười nói tiếp: "Ta nói là chỉ đám người đang theo phía sau ông kìa." Ông kinh ngạc sững người ra, sực nhớ lại ở đảo Phổ Kết suốt 5 ngày ông đã giúp xử lý gần 200 thi thể. Hơn nữa, những người gặp nạn đều là du khách Tây Phương. Sư phụ lại cười bảo: "Bọn người này đối với ông hoàn toàn có ý tốt, nên không có gì phải lo ngại." Bác sĩ kể tôi nghe xong thì bảo là sau việc đó ông bắt đầu tin trên đầu ba thước có thần minh, phải trân trọng tất cả mạng sống. Đó là lý do ông kiên quyết không hành nghề phá thai. Thời gian dần trôi qua, tình cảm trong lòng người mẹ cũng dần tăng trưởng. Tôi vẫn còn âu lo cho bé nên đi Thiên Hậu Cung rút thẻ xăm. Thiên Hậu Cung vốn có tên là Hải Nam Hội Quán, do các hậu duệ người Hoa hùng tiền xây dựng nên. Xem như từng viên gạch cọng cỏ trong đây đều không dùng một xu của chính phủ. Bởi do người Hải Nam kiến lập, cho nên trong đây cúng thờ Thánh Mẫu Nương Nương. Nghe nói thẻ xăm ở đây cực kỳ linh, đến nỗi sau này tên Hải Nam Hội Quán bị người ta quên lãng. Ngược lại tên Thiên Hậu Cung càng lúc càng nổi như cồn. Khi tôi rút thẻ, tôi khấn thầm điều mình muốn hỏi. Kết quả trên thẻ ghi như thế này: "Bạn đã có thai, xin thỉnh thiên thần hộ vệ." Lòng tôi có chút ngạc nhiên thầm nghĩ, chắc là vô tình trùng hợp mà thôi. Thế là tôi lại rút tiếp một thẻ khác, lại ra đáp án y chang như lần trước. Tôi cảm thấy dường như trong vô hình
trời cao đang muốn hậu đãi đứa bé này. Hiện thời tôi cần phải quan tâm chăm sóc cho bé. Chớp mắt, thai nhi đã được 9 tháng. Do tôi tẩm bổ quá nhiều dẫn đến phát sinh cao huyết áp nên phải đi kiểm tra nhiều lần. Lúc chẩn khám cuối cùng, bỗng gặp một đoàn rất đông bác sĩ và các y sinh của học viện vào tham khảo. Trong đây có một nữ bác sĩ Ấn Độ tên là Amy, là giảng sư dạy tại học viện. Lúc này, màn hình hiện rõ chính diện đứa bé. Chúng tôi đồng thấy rõ, nữ bác sĩ Ấn Độ mỉm cười nói: "À, boy, một bé trai." Chính tôi cũng nhìn thấy vậy, nhưng tôi vẫn hỏi lại mấy lượt cho bảo đảm. "A boy, are you sure?" "Là con trai, bác sĩ chắc thế chứ?" "Xin cam đoan là đúng như thế." Mọi người đều khẳng định như vậy. Bác sĩ Dư chụp siêu B cho tôi, ghi tư liệu. Do tôi có thai nên chứng cao huyết áp mỗi lúc càng tăng, nên cuối cùng bị quyết định là phải sinh mổ, sẽ phẫu thuật vào lúc 9:30 ngày 6 tháng 12. Nhưng một ngày trước khi mổ, tôi đã mơ thấy giấc mộng rất lạ. Bà ngoại tôi thở sinh tiền, sống rất thiện lương. Bà đã qua đời 20 năm rồi. Thời giờ tôi chưa từng mơ thấy bà. Nhưng tối đó tôi mơ thấy mình đến nhà thờ tổ tiên. Ông ngoại tôi đang nằm trên ghế dài, còn tôi ủng cái bụng thè lè đứng cạnh bên. Nhưng dường như ông không trông thấy tôi. Bà ăn vận cực kỳ xinh đẹp, thanh khiết, đầu đội mão, có đính viên ngọc màu xanh lục. Mỗi bên tai xỏ hai lỗ, đeo hai bông tai, cũng là bảo ngọc màu lục. Tuy đang nằm mơ, nhưng tôi nhớ rất rõ điều này. Vào thời Trung Quốc cổ đại, không phải tai ai cũng có thể tùy tiện xỏ nhiều lỗ và đeo nhiều bông tai. Chỉ người có thân phận cao quý mới có quyền xỏ nhiều lỗ, đeo nhiều bông tai. Sau khi bà qua đời, mẹ tôi từng nhờ người xem giùm bà sinh về đâu, thì có được đáp án là bà ngoại tôi nhờ cả đời sống thiện lương, tâm tốt lành nên đã được lên cõi cao tu hành rồi. Bây giờ tôi nhìn thấy bà ăn mặc tôn quý như thế, xem ra người ta có không sai. Có điều là dường như bà cũng không nhìn thấy tôi. Lúc này ông tôi cầm gậy chỉ vào bà và hỏi: "Đến đây làm chi?" Bà trả lời nhấn mạnh hai lần: "Tôi muốn quay về, tôi muốn quay về." Bà đáp xong thì tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn đầy mình. Nhìn đồng hồ thấy đúng 5:30. Do không thể ngủ tiếp được, tôi liền chuẩn bị hành lý đi tới bệnh viện. Trước đó đã định là 9:30 mổ sinh cho tôi, nhưng ngay lúc này là xuất hiện bà nhất định cản lại, làm khó nên bác sĩ buộc phải điều đình thương lượng cùng với tôi. Tôi nói: "Được, tôi đợi một chút cũng không sao mà." Ai ngờ gần 12 giờ thì con gái tôi sinh ra. Lúc bé chào đời, chồng tôi không ngừng chất vấn bác sĩ: "Sao trước đó lại nói là con trai?" Như bác sĩ rơi vào tình thế khó giải thích, đành xin lỗi, nhận là ông khám lầm. Lúc ấy tôi cũng tin là khám lầm. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy tuyệt đối không thể là khám lầm. Bản thân dư bác sĩ có bề dày kinh nghiệm mấy mươi năm. Tạm thời tôi không nói làm chi, nhưng lúc đó tại hiện trường có rất đông người chứng kiến, ai cũng đều nhìn nhận và xác quyết giống như nhau. Ngay cả nữ bác sĩ Amy từng giảng dạy về khoa phụ sản hơn 10 năm và các chuẩn bác sĩ lưu học ở đây nữa. Một người xem thì có thể lầm, nhưng cả đoàn đều lầm hết thì quá vô lý. Cho dù có khám lầm đi nữa, vậy thì trái ớt của đứa bé trong hình giờ vẫn còn nhìn thấy rõ mồn một, từ đâu mà có. Do vậy, bác sĩ nhận mình khám sai là điều không thể, tuyệt đối không phải khám sai. Điều ly kỳ nhất là giá tay con gái tôi hiện mờ mờ đường nét như đã từng xỏ hai lỗ, có đeo bông rồi vậy. Lẽ nào đứa bé sắp sinh là trai, nhưng khi bà tôi quyết định trở về thì thai kia hóa thành nữ. Đây chỉ là những nghi vấn âm thầm trong lòng tôi mà thôi. Khi bé đầy tháng thì tôi đến thiên hậu cung rút thẻ xăm để xem vận mệnh bé thế nào. Bởi lúc bé sinh ra chỉ có 2,5 kg, thuộc dạng thể trọng yếu, lại thêm do tôi phải uống thuốc trị cao huyết áp nên lòng có chút lo lắng về bé. Kết quả trên thẻ ghi: "Hồng quang trên đầu chiếu, quý nhân giáng lâm nhà."
Lúc tôi sinh ra là gần 12 giờ trưa, đúng là hồng quang chiếu trên đầu. Lúc bé gần 1 tuổi, hôn nhân tôi phát sinh xung đột, dẫn đến vô phương duy trì. Kết quả, tôi bồng con quay về nước. Lúc đó tôi rất sợ mẫu thân không tiếp nhận, vì bà thuộc loại người quá xem trọng thể diện và có tính trọng nam khinh nữ. Ai ngờ, mẫu thân đối với cháu cực kỳ thương yêu. Thực ra, lúc bà ngoại còn sống, mẹ tôi và bà quan hệ rất tốt. Đến nỗi, khi bà qua đời rồi, nhiều năm sau, mẹ tôi vẫn còn nhung nhớ không nguôi. Có lần, mẹ tôi mắng yêu cháu ngoại. Này, không biết tại sao bà lại bị cái thứ đó con như cháu hớp hồn kia chứ. Trong khoảng thời gian này, do tôi cùng chồng liên tục tranh cãi nên tôi không tha thiết gì tới tương lai. Tối đó, tôi đang trực tại nhà máy phát điện. Trong lúc đàm thoại qua phone cùng với chồng, lòng rất bực tức khó chịu, tôi liền tắt phone, đi bật máy phát điện và đột nhiên nảy ý muốn tự tử. Đây là khu công nghiệp điện áp cao, chỉ cần tôi đưa tay vào là có thể kết thúc cuộc đời, chấm dứt mọi thống khổ. Hơn nữa hiện thời không có ai bên cạnh, nếu có xảy ra chuyện gì thì mọi người sẽ tưởng là do tai nạn bất ngờ mà thôi. Như vậy con gái tôi có thể hưởng một khoản tiền trợ cấp, còn tôi thì cũng giải thoát. Tôi đang nghĩ như thế thì bỗng nhiên nghe ruột nóng điên cuồng, không ngừng nhớ đến con, vì vậy mà không thể hành động liều lĩnh. Nội tâm tranh đấu giằng co suốt 2 tiếng. Cuối cùng dường như có một lực cản vô hình rất mạnh ngăn tôi lại. Tôi nghĩ đến con mình đã bất hạnh không được cha yêu, nếu như tôi mà chết thì mạng nó mong manh như cọng cỏ. Thế là tôi lao nước mắt vịnh tường, lảo đảo bước ra ngoài như cái xác không hồn. Hôm sau mẹ tôi đột nhiên lo lắng hỏi tôi: tối hôm qua còn không có chuyện gì chứ? Tôi cả kinh, tưởng rằng đã bị bà nhìn thấu tim gan, vội nói cho qua: dạ không, chẳng có chuyện gì cả mẹ. Nghe vậy mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm nói: không có gì thì tốt rồi, tại tối hôm qua con bé cứ liên tục khóc thét, không ngừng gọi mẹ ơi mẹ hỡi, khiến ta cho rằng con bị xảy ra chuyện gì rồi chứ. Tôi vội hỏi: lúc đó là khoảng mấy giờ vậy mẹ? Khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ, nó không ngừng khóc gào gọi mẹ liên tục, dỗ thế nào cũng không nín, làm ta mệt chết đi được. Từ 6 giờ đến 8 giờ là khoảng thời gian tôi ở trong nhà máy phát điện và đang có ý muốn tự tử. Đúng là tôi bị con bé kêu về, bởi vì nó là đứa con đặc biệt vui vẻ, dễ nuôi. Hầu như không hề bệnh mà cũng chẳng quấy rầy người. Hơn nữa, tình huống nó kêu gào khóc lóc như vậy chỉ xuất hiện duy nhất có một lần đó thôi. Trước đây chưa từng có, sau này cũng không. Hồi đó, tôi đành liều lưu thai nhi lại, ai ngờ có ngại được cháu bé cứu mạng tôi. Con tôi không có biểu hiện gì là thông minh nổi trội, trừ sở thích ưa mỹ thuật, là gen di truyền cơ bản của cha mẹ ra, thì cháu chẳng có điểm gì xuất sắc đáng nói. Nó cũng không thừa hưởng ưu điểm hay sở trường nào của cha và mẹ. Nhưng tôi luôn quan niệm rằng, vì sao phạm phu chúng ta lại căn cứ vào trí thông minh và sự xinh đẹp để phán đoán phúc họa sớm chiều của một người kia chứ? Bởi có biết bao đứa trẻ mới đầu nhìn thấy thông minh lanh lợi, nhưng sau này là khiến cha mẹ chuốc lấy nhiều nghiệp chướng lo phiền. Đã có biết bao cô bé xinh đẹp, nhưng sau khi lớn lên lại chẳng trốn thoát kiếp hồng nhan bạc mệnh. Hiện nay có rất nhiều thiếu phụ trẻ chung quanh tôi đang lo uống thuốc hoặc nốc thật nhiều rượu vì chẳng muốn lưu con. Họ khiến thân thể kém khỏe mạnh, không tốt cho thai nhi, rồi viện cớ sợ con chẳng đủ thông minh, thể trạng không bình thường. Họ nêu đủ lý do để có thể dễ dàng loại bỏ thai nhi, giống như tôi ngày xưa suýt phá bỏ con vậy. Chuyện phẫu thuật phá thai nguy hiểm chẳng nói làm gì, vì bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng nguy hiểm. Điều quan trọng là khi giết con, bạn không hề biết đứa bé bạn phá bỏ đó vốn là người yêu thương nhất của đời mình, hoặc là người đem lại may mắn nhất cho bạn. Tôi nhớ lúc con gái tôi gần 3 tuổi, mẹ tôi muốn tôi tái hôn, tôi không đồng ý, nên chúng tôi cãi nhau. Việc này trôi qua ước chừng vài tháng. Một hôm, con gái tôi ngồi chơi cùng với bà, nó bỗng nói:
Bà ngoại, xin đừng bức ép mẹ cháu nữa, làm như vậy cháu buồn lắm. Mẹ tôi nghe cháu nói chỉ biết rơi nước mắt. Sau đó bà bảo tôi, mày có đứa con như vậy mẹ thật đỡ lo. Sau khi quy y Tam Bảo, tôi dẫn con đi Phổ Đà Sơn, nơi đây có thiền viện Mai Phúc nổi danh. Ai cũng biết trong đây có mấy vị sư nữ công phu tu rất thâm hậu. Hôm đó tôi dẫn con lên đến nơi thì gặp vị ni sư già đang sửa nắng. Bà nhìn thấy con tôi thì liền gọi chúng tôi tới, sau đó nói nhiều câu rất cát tường. Còn sư phụ mà tôi quy y là một vị tỳ kheo ni khoảng mấy mươi tuổi, sư xuất gia từ bé và tốt nghiệp Phật học viện Mân Nam Phúc Kiến. Suốt quá trình ở bên sư phụ, tôi nhận ra bà có thần thông, nhưng sư phụ không bao giờ tự nhận là mình có năng lực phi phàm. Thế nhưng tôi nghĩ gì, sư đều biết hết. Sư luôn dặn dò tôi là phải chăm sóc tốt cho bé. Có lúc tôi không nhịn được cứ than thở với sư là con bé khờ quá. Sư chỉ mỉm cười không nói gì, rồi sau đó hớn hỉnh bảo, nếu như con không muốn nuôi bé thì hãy cho ta. Mẫu thân tôi thường lén đi xem hậu phận cho tôi. Trùng hợp là có rất nhiều vị thầy đoán mệnh nổi danh đều phán, con tôi mang tài lộc tới. Mà kể ra cũng lạ, khi tôi ôm con về nước một thời gian thì dễ dàng xin vào một đại xí nghiệp. Hơn nữa trước khi tôi đến làm thì cơ quan này không phát lắm, nhưng từ khi tôi bắt đầu làm việc thì hiệu quả đột nhiên tăng cao. Nhờ vậy mà trừ lương tháng ra, tôi thường xuyên được thưởng, được hưởng chế độ ưu đãi, có quyền mua những nhu yếu phẩm với giá đặc biệt. Mặc dù tôi trở thành bà mẹ đơn thân một mình nuôi con, nhưng kinh tế tương đối khấm khá. Đã có nhiều nhà tiên tri bao gồm cả sư phụ tôi đều nói là hậu phận của tôi phi thường tốt. Thật sự tôi nghĩ người thế gian nếu nói tuổi già tốt thì đầu tiên phải căn cứ vào con cái tốt. Bởi vì chẳng sợ sự nghiệp không thành công, chỉ sợ con cái bất hảo. Đây mới là điều quan trọng khiến ta lao đao khó thể hạnh phúc. Tôi đem kinh nghiệm bản thân kể ra chia sẻ cùng với mọi người, mong rằng tất cả, nhất là các thiếu phụ, sẽ cư xử tốt với các mầm sống vừa tượng hình trong lòng mình. Các nước Tây Âu thường chỉ trích nước ta về vấn đề nhân quyền. Mới đầu tôi cũng cho đó là âm mưu chính trị, nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế. Bởi khi tôi đi khắp các nước như Tân Gia Ba, Thái Lan, Ấn Độ, Mã Lai v.v., tôi chẳng thấy có quốc gia nào giống như đất nước chúng ta. Một đất nước mà ngay từ trên báo chí cho đến khắp hang cùng ngõ hẻm, nghĩa là ở bất cứ đâu cũng trưng quảng cáo, cổ suý, khuyến khích, tán dương phá thai. Thậm chí còn khoe rằng phá thai không đau đớn gì. Làm sao mà không đau được chứ? Chưa kể đứa bé đến đầu thai ấy là người có duyên rất sâu với ta, là máu trong máu, thịt trong thịt cùng ta. Vậy mà ta đành đoạn đem chúng phá bỏ. Làm vậy cũng là ta đang phá luôn hạnh phúc của đời mình. Tôi hy vọng các nam nhân đọc đến bài viết này thì đối với gia đình nên có trách nhiệm với người vừa mang thai con mình. Nếu quý ông sống vô trách nhiệm thì không phải làm hại một đời người mà là hại tới hai mạng. Theo luật nhân quả vận xoay, những gì bạn tạo tác cuối cùng đều sẽ hoàn trả lại cho bạn. Xin đừng nghĩ là do mình mới mang thai, dù có phá đi thì chỉ là hòn máu nhỏ mà thôi. Thực ra khi phôi thai tượng hình là đã có thần thức, bé vẫn biết đau, buồn thương và giận ghét, biết lo sợ khi nghe cha mẹ phá bỏ, chỉ là không thể nói hay biểu lộ ra ngoài cho cha mẹ hiểu được mà thôi. Khi thai quá lớn mà bị phá bỏ thì đầu mình, từng cánh tay, khúc chân của bé bị cắt lìa để lôi ra, đau đến xé lòng. Giết hại mạng sống tương đương tội giết người, huống chi đó lại là đứa con. Cha mẹ nào đành tâm dương mắt nhìn con bị cắt xẻ đau đớn. Nếu bé chỉ là hòn máu thì hòn máu ấy vẫn biết đau, biết thống khổ khi bị bức tử. Vì vậy xin bạn đừng bao giờ phá thai.